Hello cả nhà, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh của Nguyên Rồng Vlog. Thì cả nhà coi như là hôm nay mình sẽ đi vào cái khu nhà bỏ hoang mà trong rừng tràm á cả nhà. Thì những lần trước thì mình đã có quay cũng khoảng 2-3 tập gì rồi, thì mình cũng không nhớ nữa. Nhưng mà mình thấy căn nhà đó cũng có hiện tượng tâm linh. Và những lần trước thì coi như mình quay á, mình vào đó mình quay á, thì mình thấy có những cái vật dụng của người ta xin số đó cả nhà. Thì hôm nay mình sẽ trở lại đó để mình quay xong mình sẽ tìm góc nào đó mình đặt camera cả nhà. Thì ok bây giờ đi thôi cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ còn gì thật. Mình sẽ đi vào cái khu nhà bỏ hoang này cả nhà. Đường đi vô đâu ta? À đây. Thì ở đây hôm nay coi như là cũng là một thời gian dài mình không có trở lại đây cả nhà. Thì hôm nay mình trở lại đây thì mình thấy những cái cây tràm ở đây nó cũng khá là cao rồi nè. Giờ nó lên cũng cao cho nên nó nhìn nó tùm quá. Những cái lần trước đó, mình đi vào đây thì nó còn nhỏ thì nó khá là trống trải. Giờ mình đang tiến vào cái căn nhà cả nhà. Thì để mình xem một thời gian cũng khá là dài, mình không có đến đây. Thì hôm nay mình vào đây mình xem cái xung quanh ở trong này như thế nào cả nhà. Thì mình thấy trong cái căn nhà này nó cũng bình thường, cũng như những cái lần trước thôi cả nhà. Thì khung cảnh vẫn như vậy, những cái đồ đạc ở trong này thì nói chung vì căn nhà này thì bỏ cũng khá là lâu cho nên cũng không có còn những cái đồ đạc gì hết. Thì hôm nay mình vào đây thì mình thấy có những cái gạch, những viên gạch như đâu vớt xuống thì mà nó bể tan nát rồi, và cái ly nhang thì vẫn còn. Thì xung quanh căn nhà này thì vẫn còn bình thường đó nha. Để mình quay cận cảnh cái ngôi nhà này xong nữa mình sẽ, và hôm nay chắc có lẽ mình sẽ đặt camera ở ngoài này để mà rồi thẳng vào đó cả nhà. Thì ok bây giờ Quân Trầm xin tạm ngưng để chuẩn bị đặt camera cả nhà. Thì cả nhà hồi nãy giờ mình đã chuẩn bị coi như là đèn cầy, lại bánh với lại nhang, với lại hôm nay mình có đem theo bùa và với tiền vàng bạc để mình đốt nhang xong mình sẽ đốt tiền vàng bạc luôn hết nha.
Thì mình thấy cái độ sáng cũng khá là ok, giờ mình sẽ đi ra ngoài cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ đi ra ngoài cả nhà. Mình sẽ đi ra tuốt ngoài này, mình ngồi ngoài này cả nhà. Thì mình đi ra cũng khá là xa rồi. Bây giờ mình sẽ tắt camera này để chuyển qua camera bên kia cả nhà.
Thì ok cả nhà, coi như nãy giờ mình ngồi ngoài kia mình không biết trong này có hiện tượng gì hay không. Nhưng mà khi mình mới bước vào thì mình giật mình. Coi như là mình nhớ hồi nãy cánh cửa này nó đâu có nằm gì ta. Nhưng mà để mình vào mình xem thử. Mình nhớ nãy nằm gì mà ta. Đúng không cả nhà? Chắc có lẽ nãy nó nằm gì đó. Mà mình thấy thì nói chung thì mình cũng không biết có phải là hiện tượng gì hay không, hay là gió mà nó thổi cái ra. Tại cái cánh cửa này nó cũng khá là nhẹ cả nhà. Này. Thì mình nghĩ chắc có lẽ có gió gì đó thổi ra cho nên nó cánh cửa nó quạt ra ngoài. Thì để về mình xem lại video. Nếu có hiện tượng nào đó thì mình sẽ tua chậm hoặc mình phóng to ra cho cả nhà cùng xem nha cả nhà. Thì hôm nay coi như mình thấy thì cũng không có hiện tượng gì bất thường cả nhà. Thì những cái ngọn đèn cầy của mình thì vẫn cháy. Và nhang bánh cũng bình thường. Thì ok, bây giờ Nguyên Cầm xin tạm ngưng camera. Ê, tạm ngưng camera đây để mình dọn dẹp những cái đồ này nghe cả nhà. Thì cả nhà ơi, coi như là nãy giờ Nguyên Rồng đã thu dọn những cái đèn cầy. Thì những cái đèn cầy mình đã dọn dẹp xong xuôi hết rồi cả nhà. Thì mình sẽ quay một vòng cái căn nhà này để cho cả nhà cùng xem. Giờ mình sẽ kết thúc clip nha cả nhà. Thì coi như là cả nhà cũng đã trải qua một thời gian dài là mình làm YouTube. Thì mình rất là cảm ơn những cô chú anh chị và các bạn đã ủng hộ Nguyên Rồng. Thì Nguyên Rồng rất là biết ơn những cô chú anh chị. Thì bây giờ mình sẽ kết thúc clip ở đây. Mình chúc cả nhà có một đêm an lành và hạnh phúc nha cả nhà. Thì chào tạm biệt cả nhà.